Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Ngay trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã thúc giục Tổng thống Volodymyr Zelensky xây dựng một kế hoạch trong trường hợp ông bị sát hại hoặc bị bắt. Theo đoạn trích từ cuốn sách War, Xung đột của nhà báo Mỹ, biên tập viên ở tờ báo The Washington Post, Bob Woodward, đoạn trích được The Washington Post công bố vào ngày 8 tháng 10 cho biết, tác giả viết trong sách rằng, trong hội nghị an ninh Munich, bà Harris được cho là đã khuyến khích ông Zelensky hành động để ứng phó với mối đe dọa đang hiện hữu từ Nga. Cuốn sách trích lời bà Harris nói rằng, một trong những hành động này bao gồm việc lập kế hoạch kế nhiệm để đảm bảo sự ổn định nếu ông bị bắt hoặc bị sát hại. Hồi tháng 7, báo The Times đã đăng một bài báo tuyên bố rằng bà Harris đã bác bỏ đề xuất của Ukraine về lệnh trừng phạt phủ đầu đối với Nga chỉ vài giờ trước khi cuộc xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Vào tháng 9, bà Harris đã chỉ trích các đề xuất của ông Donald Trump liên quan đến Ukraine, nhấn mạnh rằng chúng phù hợp với các đề xuất của ông Putin. Trong sách, tác giả cũng nói về những mối liên hệ cá nhân được cho là của chính trị gia Mỹ với Tổng thống Nga Putin. Bên cạnh một số điều khác, Woodward đã cáo buộc rằng trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 vào năm 2020, Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Donald Trump đã gửi thiết bị xét nghiệm virus corona cho ông Putin để ông sử dụng cho mục đích cá nhân. Ban vận động tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tuyên bố rằng những tình tiết được mô tả trong cuốn sách hoàn toàn không đúng sự thật và gọi tác giả là một kẻ điên rồ thực sự. Lên tiếng về cáo buộc của Woodward, bà Harris phát biểu với báo chí hôm 8 tháng 10, đây là ví dụ rõ ràng gần đây nhất về việc ông Trump là người như thế nào khi bí mật gửi các bộ xét nghiệm COVID để cá nhân ông Putin sử dụng đến Nga, đối thủ của Mỹ, trong khi chính ông ấy lại nói rằng người Mỹ nên tìm thuốc tẩy. Bà Harris đang nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh Howard Stern. Khi chỉ trích ông Trump với cáo buộc có liên hệ với ông Putin, bà Harris đã gọi Tổng thống Nga là kẻ độc tài sát nhân. Điện Kremlin trước đó đã tỏ ý tiếc rằng Nga và cá nhân Tổng thống Nga lại là một phần không thể thiếu trong cuộc đấu tranh chính trị ở Mỹ. Một trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo, Kiev không còn kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần 2 vào tháng 11 năm nay nhằm chấm dứt xung đột với Nga nữa. Tổng thống Zelensky đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng Luzhny của Thụy Sĩ vào hồi tháng 6 để tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch hòa bình của mình, gồm 10 điểm mà Moscow đã bác bỏ, sự kiện phía Nga không được mời tham dự và đã không đạt kết quả như mong muốn của Kiev. Ukraine và các đồng minh ban đầu dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ 2 vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, theo đài RT, phát biểu trước truyền thông hôm 8 tháng 10, Daria Zarifa, cố vấn cao cấp của ông Zelensky, cho biết rằng kế hoạch này hiện đã bị hủy bỏ, đồng thời lưu ý rằng công tác chuẩn bị cho một hội nghị vào thời điểm khác vẫn đang tiếp tục với các cuộc họp chuyên đề dành riêng cho từng thời điểm trong kế hoạch hòa bình để mọi thứ sẵn sàng cho sự kiện. Quan chức này tiết lộ, cuộc họp chuyên đề cuối cùng nhằm giải quyết các mối quan tâm nhân đạo sẽ diễn ra tại Canada vào cuối tháng 10. Chính quyền Kiev đang tổ chức các cuộc đàm phán kín về việc nhượng lại một phần lãnh thổ cho Nga để đổi lấy việc gia nhập NATO hoặc đảm bảo an ninh khác. The Financial Times cho biết, ở Ukraine, lo ngại rằng họ sẽ không đủ quân đội, vũ khí và sự hỗ trợ của phương Tây để khôi phục đường biên giới năm 1991. Trong bối cảnh đó, ở Ukraine đang diễn ra các cuộc thảo luận về những phương án thay thế để giải quyết xung đột. Bài báo viết, các cuộc đàm phán đang tiến hành sau cánh cửa đóng kín về một thỏa thuận theo đó Moscow sẽ duy trì quyền kiểm soát thực tế đối với 1/5 lãnh thổ Ukraine mà họ chiếm đóng, mặc dù khu vực này không được công nhận là một phần chủ quyền của Nga. Phần còn lại của đất nước sẽ được phép tham gia NATO hoặc được đảm bảo an ninh với các điều kiện tương tự. Cả hai phía Ukraine và Nga chưa lên tiếng về thông tin này. Trước đó, chính quyền Kiev cho rằng việc bắt đầu đàm phán với Moscow là không thể xảy ra cho đến khi quân đội Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine theo đường biên giới nước này vào thời điểm Liên Xô sụp đổ. Tuy nhiên, vào cuối tháng 3, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cho phép thảo luận về một giải pháp hòa bình mà không quay trở lại đường biên giới năm 1991. Theo quan điểm của ông Zelensky, Nga sẽ sẵn sàng đối thoại nếu Ukraine mất các vùng lãnh thổ đã trở thành một phần của Nga sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt. Điện Kremlin đáp lại bằng cách nói rằng
ông Zelensky sẽ phải tính đến thực tế địa chính trị mới với 4 thực thể mới của Nga. Vào tháng 2 năm 2022, Tổng thống Putin nói rằng chiến dịch đặc biệt đã trở thành một biện pháp cần thiết vì người ta không để cho Nga hành động theo cách khác, khi tạo ra những rủi ro về vấn đề an ninh khiến cho Nga không thể có biện pháp ứng phó khác. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng Nga đã cố gắng trong 30 năm để đạt được thỏa thuận với NATO về các nguyên tắc an ninh ở châu Âu. Nhưng ngược lại, Moscow phải đối mặt với sự dối trá và lừa lọc trắng trợn, hoặc những nỗ lực gây áp lực và tống dọa. Trong khi đó, Liên minh Bắc Đại Tây Dương vẫn đang tiếp tục mở rộng và tiến gần đến biên giới của Nga. Ngoài ra, vào tháng 6 năm nay, tại cuộc gặp với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Tổng thống Putin đã công bố các điều kiện để bắt đầu đàm phán về Ukraine. Trong số đó có việc Kiev từ chối gia nhập NATO. Ông Putin lưu ý rằng, để giải quyết xung đột một cách hòa bình, Nga cần Ukraine có quy chế trung lập, không liên kết phe khối phi hạt nhân. Cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk Igor Kimakovsky đã trao đổi rằng quân đội Nga đã đưa Kurakov Selidov vào thế gọng kìm. Có sự di chuyển của quân đội từ phía Nam và về phía Tây, phía Bắc của Ukraine. Bằng cách này, một số gọng kìm đang được tạo ra. Đối thủ đã rút khỏi Kurakov bởi vì xung quanh Selidov có những gọng kìm. Ông cho biết, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố giải phóng Ukraine vào ngày 3 tháng 10. Chiến thuật tương tự cũng được áp dụng ở đây. Sau 31 tháng giành giật với lực lượng Ukraine, lực lượng Nga đã siết dần gọng kìm bao vây thành phố. Lực lượng Ukraine được cho là chịu nhiều thương vong lớn sau thời gian dài phòng thủ ở đây và không được lệnh rút lui, kể cả khi họ đã kiệt quệ về nhân lực và trang thiết bị vũ khí. Bên cạnh đó, Nga tiếp tục tấn công các nhà máy điện trên khắp Ukraine. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết mất điện đã xảy ra ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhia, Sumy, Kharkov, Kherson và Chernihiv trong 24 giờ qua do chiến sự và bắn phá. Kênh truyền thông Israel trích dẫn nguồn tin Iran tiết lộ đã xảy ra một vụ nổ lớn gần cơ sở hạt nhân ở thành phố Isfahan, miền trung quốc gia Hồi giáo. Kênh truyền hình CGTN dẫn lại thông tin do truyền thông Israel đăng tải cho hay trên các mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng OSINT, đang lan truyền các hình ảnh và video về vụ nổ gần cơ sở xử lý uranium ở Isfahan, thành phố lớn thứ ba của Iran và nằm cách thủ đô Tehran 340 km về phía nam. Isfahan là một trong các trung tâm chính của chương trình hạt nhân Iran, nơi đặt các cơ sở uranium phục vụ quá trình làm giàu vật liệu phóng xạ. Giới quan sát lưu ý, những cơ sở này đóng vai trò quan trọng trong chuỗi phát triển hạt nhân của Tehran và bất kỳ thiệt hại nào đối với chúng đều gây ra hậu quả nghiêm trọng cho chính nước Cộng hòa Hồi giáo và các mối quan hệ quốc tế. Một số ý kiến gắn vụ nổ đêm 7 tháng 10 với các hành động có thể do Israel tiến hành, trong bối cảnh Tel Aviv đã nhiều lần tuyên bố ý định ngăn chặn chương trình hạt nhân Iran bằng mọi cách và mới đây khẳng định sẽ đáp trả vụ tấn công tên lửa đạn đạo lớn chưa từng thấy của lực lượng Tehran vào lãnh thổ Israel tối 1 tháng 10. Tuy nhiên, theo hãng tin Inet, các quan chức tại căn cứ phòng không Khatam al-Abiya của Iran đã bác bỏ thông tin về vụ nổ gần cơ sở hạt nhân ở thành phố Isfahan, cũng như bất kỳ vụ tập kích nào của Israel. Truyền thông nhà nước Iran gắn sự vụ với một cuộc tập trận của quân đội nước này. Các truyền thông quốc tế thừa nhận hiện không thể xác minh được những thông tin trên. Truyền thông Israel cũng đưa tin Mỹ đã đề nghị cấp cho Israel một gói bù đắp nếu Tel Aviv không phục kích một số mục tiêu Iran để đáp trả vụ tấn công tên lửa lớn chưa từng thấy của Tehran gần đây. Đài phát thanh quốc gia Kan của Israel ngày 6 tháng 10 trước đó đưa tin, sau khi Iran bắn tới 180 quả tên lửa đạn đạo vào Israel tối 1 tháng 10, chính quyền Tel Aviv và Mỹ đã có cuộc thảo luận về hành động tấn công trả đũa. Trong quá trình này, các quan chức Mỹ đã đề nghị sẽ trợ giúp ngoại giao rộng hơn và bổ sung viện trợ quân sự cho Israel nếu nước đối tác này tránh ra tay với một số mục tiêu nhất định ở Iran. Can trích dẫn lời của một số quan chức cấp cao Israel nhấn mạnh, Israel luôn xem xét ý kiến của đồng minh Mỹ và sẵn sàng lắng nghe họ, nhưng sẽ làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ công dân và an ninh của đất nước. Tel Aviv đã chính thức tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran, nhưng phương thức, địa điểm và thời gian hành động vẫn trong giai đoạn lập kế hoạch hoặc phê duyệt. Theo đài phát thanh quốc gia Israel, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tướng Michael Kurila đang ở Israel và tham dự cuộc họp với ban lãnh đạo an ninh của nước sở tại. Mặc dù Washington luôn ủng hộ quyền tự vệ của Israel,
nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 2 tháng 10 đã công khai phản đối bất kỳ vụ tập kích nào từ lực lượng Tel Aviv vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Giới quan sát nhận định, quan điểm này cho thấy chính quyền Biden muốn ngăn chặn nguy cơ xung đột đang lan rộng khắp khu vực và leo thang hạt nhân ở Trung Đông. Thay vào đó, Mỹ lựa chọn con đường ngoại giao và trừng phạt kinh tế để kiềm chế Tehran. Người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài Nga SVR Sergei Naryshkin cho biết rằng các điệp viên Anh và Mỹ đã giúp Ukraine lập kế hoạch cho nổ tung nhà máy điện hạt nhân Kursk. Động thái có thể đẩy châu Âu vào cơn ác mộng bức xạ khác. Quân đội Ukraine đã xâm nhập vào vùng Kursk của Nga vào tháng 8, nhưng đã bị chặn lại trước nhà máy hạt nhân ở Khrushchev. Phát biểu tại một cuộc họp báo của các nguyên tắc tình báo và an ninh của các quốc gia hậu Xô Viết ở Astana tuần trước, ông Naryshkin đã tiết lộ kế hoạch đáng lo ngại của phương Tây đối với cơ sở này. Theo những phát biểu được công bố ngày 7 tháng 10, ông Naryshkin cho biết, theo thông tin tình báo mà SVR thu thập được, một cuộc tấn công có yếu tố cực đoan đã được lên kế hoạch bao gồm việc chiếm và khai thác các nhà máy điện hạt nhân Kursk. Ông Naryshkin nói thêm, nếu họ có thể thực hiện được điều đó, châu Âu sẽ phải đối mặt với thảm họa môi trường và nhân đạo tương tự như Chernobyl, một vụ tai nạn năm 1986 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã khiến một trong những lò phản ứng của nhà máy này phát nổ và bốc cháy, buộc phải sơ tán thị trấn Pripyat và tạo ra vùng cấm rộng 30 km trên biên giới giữa Ukraine và Belarus ngày nay. Bụi phóng xạ từ đám cháy đã được gió mang đến tận Scotland. Theo ông Naryshkin, tình báo Anh và Mỹ đã cung cấp cho Ukraine thông tin cho phép họ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Nga, bao gồm hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao về các khu vực biên giới. Pháo binh Ukraine đã sử dụng thông tin này để thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Thông tin tình báo hiện cho thấy các cơ quan tình báo phương Tây, chủ yếu là MI6 của Anh, đã có sự chuẩn bị có hệ thống cho các nhóm phá hoại và trinh sát của Ukraine để tổ chức các cuộc khiêu khích tại một số nhà máy điện hạt nhân ở Nga. Người đứng đầu SVR tuyên bố, đồng thời cáo buộc rằng các điệp viên Anh và các đối tác Ukraine của họ đang phát triển một chiến dịch nhằm cho nổ tung các đường dây điện kết nối nhà máy hạt nhân với lưới điện quốc gia của Nga. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Energuda đã trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine kể từ giữa năm 2022. Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu cuối cùng cũng phải đóng cửa do các mối nguy hiểm, bao gồm máy bay không người lái, tên lửa, mất nước do hệ thống làm mát và thậm chí là một cuộc tấn công đổ bộ của các lực lượng biệt kích Ukraine vào tháng 10 năm 2022. Các quan sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA được triển khai tại hiện trường đã nhiều lần thừa nhận các cuộc tấn công vào ZNPP, nhưng đã từ chối xác định ai là người chịu trách nhiệm. Nga đã mô tả các cuộc tấn công là một nỗ lực tống tiền hạt nhân, trong khi Ukraine cáo buộc rằng Moscow pháo kích nhà máy để bồi nhọ Kiev. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!